Đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chặt tỉa cành, điều sau thu hoạch. Đó, các bạn chọn những cái cây mà cái cành mà cái đoạn này nó nên đoạn lá dài mà nó mọc vào trong thân là chặt đi. Đó, những cành vô hiệu này rất dày, rất nhiều cành. Cành tăm bé bé này chặt hết, để chặt nguyên một cây này cho các bạn xem. Chọn những cái cành nào mà có khả năng để lại được là để đó. Cành khô này chặt hết. Mưa à? Tớ đã chặt xong cây này đó. Đó. Đấy, phải để ý xem cây nào được. Cây này không được này. Đẹp. Đẹp nhưng mà không được. Mọc vào thân. Khô phải chặt hết. Này để cho nó mọc vào chỗ thoáng này. Đó. Chặt cành này cho nó khỏi vướng cành này. Đó, cái cành này nhá. Nó mọc vào đây này. Chặt thoáng đi thì nó với nhiều quả. Róc hết cành khô luôn. Tí mình chỉ trứng sâu nó ở trong cành khô cho xem. Rất nhiều luôn. Chặt từ trên chặt xuống. Trèo lên trên ngọn chặt xuống. Ngọn thì nó vết sạch. Nguy hiểm quá. Quỷ đang trèo cây. Đó, thoáng. Ba bốn là chặt hết. Cành vô hiệu là phải chặt hết. Các bạn tự biết mà. Nhìn là thấy à. Cái chỉ ở đây thì mỗi cây nó một khác. Mình biết cách chọn cái cành nào nó vướng một cây á. Đó. Cho thoáng này nhá. Thoáng này. Thoáng á. Chặt hết cành khô luôn. Róc bằng sạch luôn. Cành khô này. Khô là nhiều sâu bệnh nhất. Không chặt sang năm phun thuốc gì nó cũng không có tác dụng. Đó, đừng chắc chắn không mà rớt chết luôn. Hết. Cái này không gặp phần to thì gặp phần bé ra. Nó gặp thoáng hẳn ra chưa. Mình nghĩ thoáng không có quả. Thoáng vài bữa nó mọc lại liền thôi. Lại lấp kín đi, chặt hết.
những cành con vô hiệu. Đây, ba cành này thì chặt cành này. Với chặt cành này đi. Vứt hết rồi. Vứt xù hết đi. Đó, để lại cành này. Cành này chặt luôn. Chặt luôn. Không nên tiếc. Tiếc ảnh hưởng rất lớn. Đây, cao quá mà mưa rồi. Thôi thôi thôi, mưa rồi. Chuẩn đã. Đấy, nhìn thấy tháng chưa? Chỉ còn vài cành lớn thôi. Róc sạch hết, cành khô róc sạch hết. Đây này. Hơi nghiêng tí để phải cắt hết này. Đó. Chặt hết. Thấy không? Chặt kinh không? Đổ hết rồi này. Bẫy sóc đổ khiếp không đó. Cái này mình chặt được một lửa rồi, thấy thoáng chưa? Sau nào mình quay lại cho mọi xem kín cảnh không. Đây, lúc sáng đang chặt gặp cái này đây. Một tổ ong. Tí nữa thì nó bục chết. Tháng nhờ. Đó. Mấy cái này nhìn chưa chặt. Cành nó đan vào nhau. Bộ xít này. Và cái quả. Quên cầm dao về rồi. Chặt cành kín đất. Như cây này nhiều cành to quá chứ, cắt chặt bớt đi nhỉ. Đâu nhiều mót. Theo chân người đưa tin. Lúc nào mà có thời gian. Đào. Đào sâu lên. Đào rác cái hồ chuối ra. Đổ ra trong đây. Đào gì? Thì đất miệng chỉ lở đi thôi. Nhưng mà thế này thì. Đây nè. Cái đầu nó mút về đây là nó nhạt. Đây. Cái này nó cả mét. Hồi xưa tao ngắn quên đây rồi. Còn cái bò này là làm sao. Nhưng bây giờ nó làm cái bò thành rãnh. Chặt cái chuối mình đi. Thằng có hỏi chứ. Đấy, giờ đầu nó ngoách đây. Này, đầu đây. Nó bắt đầu dần dần là nó xiên lên trên này. Đòn này cũ rồi. Đầu cũ thế. Cỏ mọc rồi thế.